Có 4 người tham gia thực hiện thử thách trong vùng hoang dã để nhận được 100 triệu đô la. Họ chỉ có thể tận dụng tài nguyên thiên nhiên để có thể sống sót đến cuối cùng. Hôm nay Vanier quyết định làm một cái bẫy, vì đêm hôm qua có thứ gì đó di chuyển trên mái nhà của cô ấy, đoán rằng đó là một con cáo. Nếu bắt được nó và thêm được vài con thỏ, sẽ có thể sống sót 50 ngày ở đây dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ rằng những con cáo rất xảo quyệt, bẫy vào mồi đơn giản sẽ không dễ bắt được nó. Đầu tiên Vanier bao quanh một khu vực có cành cây và chỉ dành một lối vào nhỏ cho con cáo. Sau đó thả những miếng thịt ở trong đó làm mồi nhữ, rồi cố định chiếc thòng lọng ở lối vào. Sau đó là có thể ngồi đợi con cáo sập bẫy. Vào lúc nửa đêm có tiếng hét phát ra từ cái bẫy. Vanier thực sự muốn ra ngoài để kiểm tra, nhưng cả đêm cô ấy không tìm thấy đèn pha. Đành phải đợi đến lúc bình minh, không ngờ cái bẫy đã khóa chân con cáo. Và nó đã chọn cách bẻ chân để có thể sống sót. Hẳn là nó không chạy được quá xa. Vanier lập tức bắt đầu tìm kiếm. Kết quả là đã tìm rất lâu cũng không thấy được sợi lông nào của nó. Chỉ có thể đợi một con cáo mới sập bẫy. Đến ngày thứ 16, thảm thực vật trên đảo đã bắt đầu khô héo. Đoán rằng sẽ sớm có tuyết rơi. Các thí sinh cần phải dự trữ thêm thức ăn. Michelle luôn kiểm tra bẫy mỗi ngày, mong nhận được nhiều nguồn protein hơn. Khi cô ấy cúi xuống hái quả mọng trên mặt đất, cô ấy đã bắt được một con thỏ. Michelle không giống Kelly và Vanier, mỗi lần bắt con mồi sẽ rất hưng phấn. Michelle luôn tỏ ra lạnh nhạt, sau đó cô ấy bắt đầu làm thịt con thỏ. Trong nháy mắt, con thỏ đã bị nhét đầy trong nồi. Không có thời gian để quay lại nơi trú ẩn, nên cô ấy trực tiếp nấu ngay tại chỗ và nhanh chóng thưởng thức một bữa tiệc hoang dã. Bên này Kelly lúc nào cũng luôn lạc quan, nhìn thấy cảnh đẹp được bao phủ bởi sương giá. Cô ấy ngồi bên bờ biển thưởng thức một tách trà và xem chuyển động của tảng băng. Khi nhìn thấy những con hải cẩu đang chơi đùa dưới nước, cô ấy quyết định làm một cái bẫy đánh cá. Ở vị trí cô ấy không có chỗ nước sâu, vì vậy, mình không tin có thể bắt được cá, nhưng có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Mong rằng cô ấy có thể bắt được một con cá nhỏ mỗi ngày cũng là được rồi. Tiếp theo là bắt đầu làm khung. Đầu tiên Kelly uốn nhánh cây thành vòng tròn và sau đó cố định các thanh gỗ. Rồi quấn lưới đánh cá đã dệt vào khung. Chiếc bẫy bắt cá gần như đã hoàn thành và cô ấy nóng lòng muốn được trải nghiệm nó. Để cá không thể thoát được ra ngoài, cô ấy đã làm một cái phễu. Cô ấy cố tình làm một vòng gai ở hướng bên trong. Như vậy con cá chỉ có thể đi vào và sẽ không có lối nào ra để mồi bên trong. Và sau đó đặt nó dưới nước. Cái bẫy sẽ bị chìm hoàn toàn sau khi thủy triều lên. Để thu hút những con cá lớn lao mình vào bẫy, Kelly còn nhảy vài điệu khiêu vũ. Quay lại Vanier, hôm nay cô ấy dự định nâng cấp lại nơi trú ẩn. Vì nhiệt độ hiện tại ngày càng thấp, có thể sẽ sớm bị che phủ bởi băng tuyết. Cô ấy phải xây dựng một lò sưởi trước. Sau khi đào xong một cái hố, Vanier tiếp tục nhặt đá ven biển. Hầu hết những tảng đá gần nước sẽ hấp thụ độ ẩm. Nó rất dễ nở ra và nứt sau khi được nung nóng. Vì vậy cô ấy đã đi lại nhiều lần, chỉ để chọn một loại đá granite, chất những viên đá xung quanh và dùng đất sét để lấp đầy các khoảng trống giữa các viên đá, rồi đặt một phiến đá lớn lên trên để có thể nướng thịt. Sau khi lò sưởi được làm xong, cần phải có một ống khói, cần phải khoét một lỗ trên mái nhà. Cô ấy dỡ bỏ tấm bạt và cành thông, sau đó cưa bỏ khúc gỗ và dùng khúc gỗ này để cố định hai bên. Bước tiếp theo là tiếp tục xếp đá để đảm bảo chiều cao của ống khói cao hơn mái tre. Đây là mấu chốt để xả khói không bị cản trở. Một lò sưởi hoang dã đã được hoàn thành. Vanier đã thử và nó hoạt động rất tốt. Đến ngày thứ 18 của thử thách, Amos đang đi nhặt hến. Vì anh ấy cũng cần tích trữ nhiều thức ăn trong khi thủy triều xuống. Và kế hoạch săn gấu vẫn chưa có gì đột phá. Không phải ngày nào cũng có thu hoạch trong bẫy. Đi một vòng kiểm tra hàng chục cái bẫy nhưng cái nào cũng trống không. Trên đường đi mặc dù phát hiện dấu vết của gấu, nhưng tìm hồi lâu vẫn vô ích. Có thể nó cũng đói như anh. Nếu tiếp tục đi tìm thức ăn, đó là một sự lãng phí năng lượng, vì vậy anh chỉ có thể về nhà ăn hến. Nằm bên lửa chạy bập bùng nhắc anh nhớ về quá khứ. Nhớ về những thử thách mà anh ấy đã trải qua. Và video đến đây là hết, hẹn gặp lại bạn ở phần tiếp theo nhé.